Đại Ca Diếp quy y. Có một hôm, Đức Phật thị hiện tướng bệnh, Ngài lặng lẽ nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Vua Tằng Bà Sa La nghe tin ấy, gọi ngự y là Kỳ Đà đi gặp Thế Tôn để trị bệnh cho Ngài. Khi Đức Phật đã lành bệnh, ngự y Kỳ Bà cứ muốn đem một lễ vật nào đến cúng dường Ngài, nhưng nghĩ tới nghĩ lui hoài, ông cũng không biết tặng lễ vật nào mới thích hợp. Cuối cùng, ông nhớ đã có lần chữa bệnh cho vua nước láng giềng, và vị vua này đã đền cho ơn cho ông bằng cách tặng một bộ quần áo thượng hảo hạng. Loại quần áo này phải là bậc đế vương mới dùng, duy chỉ có Đức Phật mới xứng đáng mặc mà thôi. Ông đem bộ quần áo nói trên trình lên Đức Phật và nói: Thế Tôn, từ khi con bái kiến Như Lai cho đến nay, trong lòng cứ thắc mắc một chuyện. Thế Tôn thường nói, thế giới này, thân thể của chúng ta khả dĩ đáng quý trọng, thế nhưng con thấy các vị đệ tử của Thế Tôn thường mặc quần áo rách rưới, dơ bẩn. Đứng trên cương vị của một y sĩ, con thấy có giải thích như thế nào đi nữa, làm như thế vẫn không hợp vệ sinh. Bộ quần áo này là do vua nước láng giềng thưởng tặng cho con. Xin cho con được đem cúng dường lại cho Phật, cho con được trồng chút ít hạnh giống phúc đức. Con cũng cúi xin Thế Tôn hãy nói với chư tỳ kheo, từ nay đừng mặc quần áo dơ bẩn rách rưới nữa. Đức Phật không hề chấp trước một điều gì, nên đón nhận ý kiến của Kỳ Bà một cách vui vẻ và cho người đi truyền nói với chư đệ tử tỳ kheo rằng: mặc quần áo không cần biết cũ hay mới, đều phải đơn sơ và sạch sẽ, và nhất định phải được khử trùng bằng ánh sáng mặt trời. Nếu ai nhiễm những bộ quần áo đẹp đẽ sang trọng là một điều không phải, thì mặc y phục dơ bẩn rách rưới để tỏ ra mình là người học đạo cũng không đúng pháp. Lời Đức Phật được truyền ra rồi, dân chúng Dương Xá Thành bèn truyền nhau may rất nhiều quần áo đem tặng chư tỳ kheo. Người cúng dường Đức Phật và chư tỳ kheo rất đông, nên tin đồn ấy truyền đến tay một vị đại phú hào. Vị phú hào ấy tên là Đại Ca Diếp, ở thôn Mahasa La Già, cách Dương Xá Thành không xa lắm. Ông thông minh học rộng, giàu có nhất thiên hạ, là nhân vật xuất chúng nhất của giai cấp Bà La Môn. Mỗi khi Đức Phật thuyết pháp tại Trúc Lâm Tịnh Xá, ông đều đến nghe giảng. Cuối cùng, tâm ông từ từ tiêm nhiễm những lời giảng của Như Lai. Ông còn nghĩ đến việc theo Đức Phật xuất gia nữa. Một hôm trên đường về, ông vừa đến gần tháp Đa Tử ở thành Dương Xá, trong một vùng có rất nhiều gốc cây to, cành lá xum xuê giao nhau, thì lạ thay, Đức Phật cũng đang ngồi ngay tại đấy mà tĩnh tọa. Ông nhìn mãi Đức Phật trang nghiêm uy nghi dường ấy, và thấy rằng không thể nào không đến lễ lại Ngài được. Ông đến trước tòa Như Lai chắp tay định lễ xong, khẩn khoản cảm động mà nói: Thế Tôn, thầy của con xin chấp nhận cho Đại Ca Diếp này quy y. Từ nay Đại Ca Diếp là đệ tử của Phật. Đức Phật thấy rõ tính tâm của Đại Ca Diếp nên nói: Đại Ca Diếp, ông là đệ tử của ta là thầy của ông. Trên thế gian này, nếu chưa chứng được chính đẳng chính giác thì không thể thu nhận ông làm đệ tử. Ông hãy cùng ta đi nhé. Đức Phật lẳng lặng đứng dậy, hướng về phía Trúc Lâm Tịnh Xá mà đi. Đại Ca Diếp đi sau lưng Đức Phật một cách cung kính mà nước mắt gồng gồng tuôn xuống. Đức Phật quay đầu nhìn Đại Ca Diếp và nói:
Hôm nay ta biết cơ duyên được độ hóa của ông đã đến. Tốt lắm, sau này việc lưu truyền Phật Pháp sẽ cần đến ông. Đức Phật quá độ Đại Ca Diếp rồi, Phật Pháp tại Dương Xá Thành đã có cơ sở vững chắc. Tinh xá ở núi Linh Thú cũng đã được thành lập vào thời điểm này. Vua chúa, người trí thức đến quy rất đông và sự giáo hóa của Đức Phật ngày càng được phổ biến thêm.